Hello, chào mừng các bạn quay trở lại với channel Văn Tùng. Và sau đây sẽ là video clip Văn Tùng phân tích lại một chút về cặp trận giữa Weibo Gaming và OMG, trận thắng thứ 9 của Weibo Gaming tại giai đoạn vòng bảng. Với tỷ số là 2-1, nó không phải là tỷ số clean cho lắm. Nhưng có lẽ là các bạn cũng đã quen với điều này rồi. Việc mà Weibo bị sảy chân ở tại game 2 thì nó là chuyện có lẽ đã diễn ra không ít lần ở tại mùa giải này của đội tuyển đang sở hữu rất là nhiều những cái cá nhân có khả năng thi đấu rất xuất sắc nhưng lại thiếu ổn định. Bên phía của OMG ngày hôm nay thì họ cũng đã có một trận đấu mà họ cũng là một đội tuyển trẻ và thể hiện được khá là nhiều những cái điểm sáng. Tuy nhiên thì tôi có cảm giác bên phía của OMG cũng đang là một đội tuyển có không ít những cái vấn đề, và để xem vấn đề của cả hai là gì cũng như là Weibo đã xử lý xuất sắc ra sao để có được trận thắng này anh em nhé. Let's go. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với game đấu đầu tiên. Đến với phần cấm và chọn trước thì mình sẽ phân tích rất kỹ về cấm và chọn trong cái ván đấu này, một ván thi đấu mà bên phía OMG có cảm giác họ đã pick một đội hình quá mạo hiểm. Thứ nhất là về phần ban thì họ đã ban đi 3 con tướng tủ của bên phía Weibo Gaming và họ có vẻ như không muốn đánh Lee Sin lắm trong cái meta này. Mặc dù còn ra nhưng quyết định của họ là lấy con Corki. Trong khi đó bên phía bên kia thì Weibo Gaming đây họ phải mang con Zeri bên phía đội 2 sang bên phía đội 1. Khi họ pick được con Zeri họ đánh không ra chất tướng được, giống như game 2 Hoan Phong hai trận rồi anh em nhá. Hai trận rồi Hoan Phong có Zeri nhưng không carry được. Đó là một điểm yếu của Weibo thời điểm hiện tại mà nhiều đội có thể khai thác được. Tôi nghĩ Hoan Phong cần phải train con Zeri đó nhiều hơn, hoặc là họ ở bên phía đội 1 thì họ nếu không pick ấy, thì họ phải kiểm soát được cái sức mạnh của con Zeri. Một điều mà cũng không chắc chắn lắm nó có kiểm soát được hay không, bởi vì nó là con tướng hiện tại là khá lỗi, vì đây là 12.2 nha các bạn. Ban thêm cả Hecarim cộng với Nautilus nữa. Ok, khi bên phía của OMG pick Corki mà không ban con Vega này là một sai lầm, là một sai lầm rất chí mạng. Angel khi mà có được Vega thì đây là một con bài mà thể hiện được cái sự tự tin của Angel. Mỗi lần bên phía bên kia có Corki là làm Angel sẽ pick con này thôi. Kể cả một vài cặp trận tôi thấy là những đội mà đánh với bên phía Weibo Gaming á, họ không có định pick Corki đâu nhưng họ vẫn phải ban con Vega, bởi vì đây là con bài tăng tiến sức mạnh quá ổn mà nó thực sự rất khó chịu trong các tình huống kiểm soát các cái mục tiêu lớn, nhờ cái có thời gian hồi ngắn và cái tác động của nó đến những tình huống team fight nó rất là khó chịu. Thì nó khó chịu như nào chút nữa vào giao tranh các bạn sẽ thấy rồi. Thì bên phía của OMG pick thêm hai lựa chọn cuối là Nidalee cộng với Rakan. Đây là bộ đôi thực ra là họ muốn đánh tấn công rất mạnh tại khu vực cánh trên và hướng tới việc kiểm soát sứ giả. Thì đây là bộ đôi trực tiếp giúp cho bên phía của OMG có được khả năng kiểm soát sứ giả rất là tốt nhờ những cái gói hàng của Corki nữa. Nhưng họ bị một cái vấn đề là dạn giữa trận thì cái đội hình này quá tủ. Zing Tahm Kench là một đội đường cực kỳ mạnh, nhưng Nidalee thì lại muốn đánh lên cánh trên. Tôi nghĩ nếu như ván thi đấu này Aki có một lựa chọn khác là kiểm soát sứ giả sau đánh xuống cánh dưới cho Able thì có lẽ nó sẽ ổn hơn là việc cam được sai liên tục, bởi vì con sai nó không có phế được các bạn ạ. Con sai nó chết 1-2 mạng nó không có phế được, nó vẫn rất là khỏe về cuối game, nó vẫn trông chịu rất là ok ở tính trước. Còn con Nidalee này pick vào đánh chung với đội hình Corki với Zing để cấu rỉa. Đây là bộ ba cấu rỉa cực kỳ hiệu quả nha các bạn. Con Zing là một con có cái bộ kỹ năng mà nó có khả năng cấu rỉa một W cộng với R ở tầm rất là xa, hỗ trợ down cho Corki và Nidalee, nhưng bị thiếu mở quá. Zing Tahm Kench đi đường mạnh thật. Đây là bộ đôi đi đường mạnh vượt trội so với Aphelios cộng với Thresh, hoặc là Zing Leona cũng đi đường mạnh hơn so với Aphelios cộng với Thresh. Con Thresh này thì là một con đi đường yếu. Nó là con đi đường rất yếu, yếu hơn so với các hỗ trợ mở khác rất là nhiều. Nó chỉ mạnh ở khoản là di chuyển ramming giữa game thì trồng CC cùng với đồng đội. Nó trồng CC cực kỳ hay, nó trồng CC cực kỳ hiệu quả. Nếu mà team có CC trước bằng mấy con tiến trước như kiểu là TF, Vega, Viego hay Sion làm choáng được, nó có thể bồi CC vào và tạo ra một chuỗi CC rất là hiệu quả. Nhưng đi đường thì nó là một con đi đường yếu. Và pick vào đội hình bên phía của OMG thì dọn giữa trận họ bị yếu cái dọn mở giao tranh. Thường thì chúng ta hay nói là những con tướng đi đường mạnh thì nó sẽ yếu giao tranh, và con Tahm Kench đúng là trường hợp như vậy. Nó là con đi đường rất mạnh, áp lực của W nó rất là khủng khiếp. Nó đúp trúng, nó quy vào, nó làm chậm, nó thiếu đốt. AD bắn vào thì những hỗ trợ như kiểu là Thresh chịu không nổi, và dẫn đến mỗi cả bên phía OMG có một dọn đi đường cũng rất là ok, nhưng mà đến giữa trận thì họ lại bị cái đội hình này họ khó vận hành quá, họ không có những tình huống pốc trước thềm giao tranh hiệu quả là cái thứ nhất. Cái thứ hai là thực ra cũng khó trách họ, cái đội hình pốc của họ lại không có những vị tướng có khả năng mở cách từ xa hay là làm chậm đối phương giống như kiểu là TF, Viego, Trundle hay là Kha'Zix tiến hóa W để những con bài này có thể pốc một cách dễ dàng nhất. Và khi không pốc được thì đánh Onin họ đánh không lại đội bên phía của Weibo Gaming, vì những chất tướng như Aphelios và Vega cũng rất là mạnh trong các pha giao tranh tổng. Còn Sofm thì ngày hôm nay quyết định của Sofm là đánh một con Viego để bổ sung thêm cái lượng sát thương cho đồng đội, thay vì đánh những con tướng đi rừng kiểu như là Xin Zhao hay là Jarvan. Và con Viego của Sofm thì thể hiện cái sự khó chịu rất là lớn. Và đây là con bài, xin nhắc lại, nó nằm trong meta bởi vì nó là con bài có khả năng dồn tài nguyên cho người chơi xạ thủ. Những con bài như là Jarvan, Xin Zhao, Lee Sin, Viego, Hecarim, nó là những con bài có khả năng dồn cái lượng tài nguyên cho xạ thủ, tức là nó bỏ farm dạo giữa trận đấy các bạn. Những con tướng đi rừng này nó không cần farm nhiều, nó được quyền dồn tài nguyên cho xạ thủ mà nó không bị phế. Những con đi rừng như là Nidalee hay là Gray thì lại không làm được điều tương tự. Và Aki thì hiện tại thì Aki đang đánh hai con này ở tại cặp trận này, và game 2 thì nó hiệu quả bởi vì con Ray nó quá xanh, nhưng mà đến game 3 thì bạn sẽ thấy nó rất là đuối. Và Hoan Phong thì lại đang có phong độ ổn. Bộ đôi đường dưới bên phía của Weibo Gaming tôi đang thấy là họ có một cái lối chơi, nếu như các bạn có xem bên phía của T1 đánh á, thì lối chơi bên phía của Weibo nó không hẳn là lối chơi giống T1, nó có những nét giống nhưng nó không hẳn là giống 100%. Tức là bên phía của T1 sẽ đánh xuống đường dưới liên tục vì Gumarosi thắng đường, còn Hoan Phong thì cái tỷ lệ thắng đường của Hoan Phong cũng có nhưng mà không đến mức quá áp đảo, hay là không đến mức cái tỷ lệ thắng đường nó quá cao. Thì Weibo nhiều trận là họ sẽ đánh lên cánh trên vì TheShy, kể cả TheShy đánh với các tanh để Sofm vẫn đánh vòng rừng từ dưới lên, vẫn hỗ trợ cho TheShy rất là nhiều trong khoảng thời gian ban đầu, còn hoàn toàn bỏ mặc Hoan Phong. Các đội khác tại LPL cũng vậy, tức là họ cũng không chăm đánh xuống đường dưới 100%, mà có những game đó họ chấp nhận đánh lên cánh trên để lấy được thế cánh trên. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng vào game đấu để xem là những cái diễn biến cụ thể nó diễn ra như thế nào, và cái sự khó khăn đến từ đội hình bên phía OMG ở dạng giữa trận họ triển khai nó ra làm sao. Meta này mà đánh hòa với Angel đứng giữa thấy hơi fail rồi ạ. Thề. Kiểu đánh hòa với Angel là Weibo mừng lắm luôn á. Cái pick quả kèo Corki với cả con Vega. Con Vega của Angel thì nó đặc biệt ở chỗ là Angel sẽ lên cho mình đó là cái Surelia chứ không phải là cái băng trượng. Đây là một trang bị rất là hay mà Angel chỉ có, tôi thích chỉ có Angel lên thôi, đa phần là người ta lên băng trượng mà. Còn đây thì cái pha này giúp cho con Vega có cái được bắt sớm, cũng là một điểm cộng cho cái khả năng tăng tiến sức mạnh của con Vega, nhưng mà nó bị một cái là con Thresh này. Wow. Con Thresh này mới 2 spell. Và tôi thấy cái đường dưới là thua từ chất tướng, thua spell như này thì chắc chắn là đi đường thua, không có cách nào đi đường thắng cái đường dưới này đâu các bạn. Nên là Sofm cũng sẽ không muốn ăn từ trên xuống. Bởi vì ăn từ trên xuống mà bộ bot thua như vậy sẽ mất cua, sẽ cạnh tranh không lại con Nidalee phía bên kia, nên phải ăn từ dưới lên. Và chính vì Sofm ăn từ dưới lên giống như Aki. Ôi pha này còn có tốc biến đấy nhá, pha này con Thresh đã hồi tốc biến rồi đấy nhá. Vẫn chết các bạn rồi. Kiểu không có cách nào đi đường lại. Hai cặp này là hai cặp có chênh lệch chất tướng đi đường cho bên phía của OMG rất nhiều. Và chỉ cần nó đớp trúng, chỉ cần vào tầm con Tahm Kench đớp trúng là nó sẽ đớp rồi. Nó đớp vào đớp quý thì đớp đánh tay là con Thresh mất flash cũng chết à. Bạn nhìn đam cái giáp chưa kìa. Không cách nào PK lại 22 thôi anh em. Được cái là Hoan Phong không chết thì nó vẫn farm được. Còn đây là pha canh mà bên phía của OMG đánh rất là thiếu tính toán nhá. Sofm nó ăn từ dưới lên, và vòng rừng này là vòng rừng mà cả hai rừng đều gặp nhau tại cánh trên cả. Tôi không hiểu tại sao đi ganh cái quả này nữa. Pha này thì Cream tôi thấy là Cream di chuyển trước so với Angel tại quay trước. Nhưng đến cái quay này thì khi mà Cream giật ngược về để farm ấy, thì Angel lại là người di chuyển lên trước so với con Corki, và gỡ được mạ cho bên phía Weibo Gaming. Nhưng mà tôi bảo rồi, con Sion này nó chết 1-2 mạ chắc nó không phế đâu. Chỉ là bên phía bên này cố gắng ganh để mà lấy lợi thế cho con Nidalee cộng với con cá sấu thôi. Mà pha này TheShy xử lý cũng tốt, nó ăn được con lính nó lên 6. Hốc kết rồi hai đứa. Pha này Angel hy sinh một quay ở mid nha. Tí chết Aki luôn. Nhưng mà sứ giả thì bắt nha. Sứ giả thì đội hình này đánh sứ giả siêu khỏe luôn. Sofm ăn được con rồng ở vòng rừng thứ 3. Nhờ cái mid Angel đẩy cũng ok, nhưng mà con sứ giả thì bỏ. Sứ giả này đánh không lại đội hình Corki với cả Reddick, với cả Corki cầm gói hàng, Reddick còn thần cá sấu với Nidalee nữa. Bộ ba đánh sứ giả cực kỳ khỏe luôn, có thêm con Tahm Kench nữa thì Thôi chấp nhận bỏ, không đánh lại, không giao tranh lại, chỉ là sọc quấn cướp sau đó thì rút ra bằng lồng đèn thôi. Mà cướp không nổi, chỉ là sau đó bắt được con Corki này thêm mạng anh em ạ. Con Corki này mất flash ở tình huống trước đó đường giữa nhá. Nếu các bạn có xem full set Corki mới mất flash bởi vì bị dính cái E con Vega. Bắt được thêm con Corki này nữa. Gỡ một mạng này cũng đỡ vã anh em. Con Viego thực ra có mạng thì nó vẫn carry được, nó vẫn có thể di chuyển bắt lẻ được. Cùng với team solo 1-1 nó cũng khỏe. Nhưng mà nó là một con mà không cần nhiều tài nguyên lắm. Bot ổn, bot Hoan Phong farm ổn nhá. Phát này thì Sọc chỉ lấy được cái flash của Shanji thôi. Nhưng mà không hiểu sao Shanji lại nhây anh em ạ. Tôi không hiểu ông nhây cái gì, một hồi ông bị chết luôn mà. Phát này thì bên phía OMG gọi bằng sứ giả 1, hình như mất cả sứ giả 2 nữa. Nhưng mà sứ giả 2 bên phía OMG triển khai hơi lỗi. Đây, nhây nhây với Sọc hồi sau nó chiêu cuối lên chết luôn rồi. Các bạn thấy Hoan Phong đi đường không ạ? Hoan Phong cái kèo này đi đường không, mặc dù hỗ trợ chết một mạng nhá, nhưng không mất giáp trụ nhờ. Hoan Phong thì xét về khả năng đánh thủ thì đánh thủ cực kỳ tốt, giống như kiểu là Ghost của bên phía FCK á. Nhưng mà nếu mới đánh tấn công thì tùy kèo chất tướng nhá. The Sai fan này chết nhưng mà nó sẽ giống T1 ở chỗ là gì? Đây là cái lối chơi này đây các bạn. Hoặc là bây giờ các đội lớn, bây giờ bất kỳ đội lớn nào họ cũng sẽ có thể đánh ra được cái thế như vậy. Là nếu đối phương tấn công lên cánh trên ăn sứ giả, họ sẽ làm một cái gì đó. Nếu xác định bỏ từ đầu ấy, họ sẽ không bỏ nó một cách miễn phí các bạn. Họ sẽ tận dụng thời gian đó để đẩy các cái player khác xuống cánh dưới để áp lực ngay lập tức à. Họ sẽ áp lực xuống cánh dưới để tạo khoảng trống cho xạ thủ ăn lớp giáp trụ. Có thể không ăn được trụ đi chăng nữa thì việc ăn từ 2 đến 3 lớp giáp trụ thì nó cũng gỡ con sứ giả khá là ok. Đây là pha mà TheShy bị băng trụ chết đường trên. Và ngay lập tức là cánh dưới bên phía Weibo sẽ có được áp lực rất là lớn đến từ việc Sọp đây. Họ thấy bất kỳ một đội tuyển lớn nào bây giờ họ đều có thể phản ứng ra được cái pha macro như thế này hết. Và bên này chỉ có cách đó là bỏ lính chạy đến người thôi anh em. Thì con sứ giả thứ hai bên phía Weibo đã gỡ được trụ đường dưới, đó là trụ một tòa bản đồ với lượng tiền lớn rơi vào tay của một con Aphelios. Thì điều kiện thắng bên phía Weibo vẫn sẽ được đảm bảo là con Aphelios này nó vẫn sẽ có đồ. Và xử lý giao tranh giai đoạn giữa trận như thế nào thôi. Mất trụ tốt và con sứ giả 2 thì bên phía OMG ăn được trụ ở đường giữa, nhưng mà OMG gọi con sứ giả 2 vội quá. Họ gọi ở ngay cái thời điểm 17:03 và thời điểm này thì con rồng còn tới 49 giây nữa mới ra. Nếu họ gọi con rồng này trễ hơn một chút thì họ sẽ có thế ra rồng tốt hơn. Và họ gọi nó vội quá. Họ gọi nó họ ăn được trụ đường giữa này. Húc thêm một cú vào cái trụ 2 nữa này. Nhưng mà họ... Con rồng trước đó bên phía Weibo mất là một con rồng mà Shanji đi bộ xuống nhá. Shanji có mặt đường dưới và tạo ra cái thế hơn người. Được sai có TP này là bên phía Weibo bỏ. Còn con rồng này là con rồng mà bên phía của OMG họ di chuyển ra sau tình huống kiểm soát sứ giả. Nhưng mà nó không có đủ áp lực nên là Weibo họ vẫn di chuyển ra được. Tức là họ không khép góc được đối phương để có thể di chuyển ra. Và cái tính chất đội hình từ đây các bạn sẽ thấy là đoạn từ giờ cho đến cuối game. Với cái đội hình này bên phía Weibo họ đánh trên cơ đội hình bên phía của OMG như thế nào. Sự khó chịu của con Vega ra làm sao và cái sự tù đến từ bên phía của OMG sẽ là như thế nào. Đội hình này cực kỳ tù và họ chưa bốc được trước thềm giao tranh một chút máu nào cả, lao thì trượt. Quả big bomb này thì không dám bắn vào con cá sấu ấy. À không dám bắn vào con Sion anh em à. Họ bị khép góc hoàn toàn và không ra được rồng. Tuyến trước của họ có một con rế tân này thôi. Con Tahm Kench này thì nó không thể nào đứt lên nó mở giao tranh được các bạn, nhìn nó tù lắm. Nó đứt lên nó mở giao tranh nhiều khi nó chết trước. Mà không ai cover được hai đi cả. Còn con Nidalee giờ thì tác động của nó trong giao tranh nó sẽ là những thứ bốc trước thềm giao tranh, nhưng mà không thấy một pha giao tranh nào mà Aki bốc đồng quả là nó đủ uy tín cả. Họ mất một con rồng nguyên tố thứ hai cho bên phía Weibo. Pha này thì họ lại ăn Baron và cái sự khó chịu con Vega các bạn. Tình huống giao tranh trước đó là con Vega đã đặt mấy cái E nhìn nản lắm rồi. Này các bạn nhìn mấy cái E mấy bên OMG không làm được gì cái E con Vega hết anh em à. Nó còn lợi hại hơn cả gói hàng, nó lợi hại không kém gì cái gói hàng của Corki đâu các bạn. Mà thật ra hồi chiều của nó tầm này nó chỉ tầm cấp độ 12 chắc tầm 10 giây rồi, thậm chí có thể ít hơn. Pha này bên phía Weibo bắt được con cá sấu đường dưới và sau thì bên kia tính ép Baron nhưng ăn không kịp. Ăn không kịp và TheShy vẫn TP ra được. Và vì cái vùng đấy là cái vùng rất là nhỏ. Các tưởng tượng cái cửa Baron là cái cửa mà con Vega đặt một cái E thôi là bên kia hết đường về. Vẫn câu được giờ cho Sofm ra anh em ạ. Silent TP này. Còn Vega nó kích Sure nó đặt một cái E thôi, nhìn thấy nản kìa. Nhìn một cái E trước thềm một con Baron như vậy mà thời gian hồi nó cực kỳ ngắn. Bên này vẫn muốn ăn. Ăn không có nổi anh em à. Này nó lại mé lên đặt cái E nữa này hờ. Rồi làm gì nữa các bạn. Pick Corki mà không ban con Vega của Angel là OMG đã phạm phải sai lầm rất là lớn trong cấm chọn rồi. Mà đi đường thì họ lại tập trung lên cánh trên để ca một con Renekton. Cánh dưới Weibo vẫn ổn. Và bạn nhìn con Vega lại mé mé lên, nó thu săn mồi lên là cái E này. Bên kia bốc trượt tùm lum hết anh em à. Cũng là trời. Nidalee, Corki, Zing gì giật bắn gì, phóng lao gì, tên lửa gì tùm lum hết. Không thấm có sai một tí nào luôn mà nó còn trượt nhiều đấy anh em. Nó đặt cái E ra con, đặt cái E ra con Corki cả với gói hàng nhìn nản ghê luôn đó. Con Zing này còn dính cán tử sau cái pha làm choáng, mất cái trụ cuối Tahm Kench luôn. Ôi lại là cái E nữa kìa. Tướng gì lỗi vậy? Hồi chiêu cái E con Vega là như thế nào đấy ạ? Pốc trước thềm giao tranh con Nidalee pốc không đam này các bạn nhìn này. Con Corki thì có pốc ra được nghìn mấy đam nhưng mà vào sân là chủ yếu. Sài nó mở lên nhưng mà on kéo án tử hơi mù mắt. Như thế là ok rồi các bạn ạ. Đổi cái tốc biến của TheShy lấy một con rồng. Hơi đen là linh hồn rồng gió thôi. Nhưng các bạn thấy cái sự tù đến cái đội hình bên phía OMG không ạ? Từ giờ đến cuối ban đấu cái đội hình này của họ có thêm sát thương đến từ Corki bốc thêm nhưng mà cảm giác nó vẫn rất là tù vì không có mở giao tranh. Họ không thể là bọc đầu con Renekton để mà tấn công tuyến sau Weibo được. Bởi vì con cá sấu vào vòng đầu ra ăn cái E Vega thì cũng không vào nổi. Mà tuyến trước thì con Tahm Kench này tanh không đủ trâu này. Ủa nhìn con Tahm Kench mất máu rồi anh em. Họ cứ mất mục tiêu từ từ, họ không snowball được ván đấu và cái đội hình của họ từ giờ đến cuối ván đấu nó vẫn vậy. Nó vẫn là một đội hình không có khả năng mở giao tranh. Vì hỗ trợ của họ là một con Tahm Kench, họ đã lấy con Tahm Kench để lấy lợi thế đi đường. Nhưng mà lợi thế đi đường họ tạo dựng được thì nó lại quá ít để có thể... Đây. Tạo dựng được nó quá ít để họ có thể snowball từ đường dưới. Bởi vì họ cũng không chăm cho đường dưới của họ nữa, họ chăm cho cánh trên thôi mà. Hai con sứ giả được trụ top với trụ mid không ăn được trụ bot. Còn đây là pha mà bên phía Weibo tính ép Baron và một cái E con Vega đặt ra thôi là nó. Bạn nhìn con Vega của Angel kìa. Toàn đứng ra đặt E 1v5 không à. Đặt một cái E này. Bên này nhìn nản chưa kìa. Một chút nữa các bạn thấy Able xử lý nó tù cỡ nào nhá. Đứng đây bắn không nổi. Đứng đây bắn thì lại bị với tầm. Đấy. Đứng đây bắn thì lại với tầm. Flash vào thẳng bên trong thì mày flash. Trời ơi bốc hơi luôn anh em ạ. Con Tahm Kench flash vào tính R á. Tahm Kench flash vào tính R cứu con Zing nữa. Không kịp. Con Vega đặt hai cái E ở mục tiêu lớn nữa các bạn. Từ rồng cho tới Baron, cái con Vega này nó kiểm soát mục tiêu nó quá là khủng khiếp đi. Cái E của nó vô học thật sự anh em ạ. Đặt một cái E ra đây là bên phía bên kia cái tuyến sau này vào không nổi. Mà pha này con Corki chết nên là sát thương bên phía OMG phụ thuộc rất là nhiều vào con Zing. Con Zing của ông Able ông xử lý quả nhìn nó kiểu ức chế vãi nổi. Flash và bắn thẳng luôn mà. Ui, sò flash mất tiêu luôn. Cá chê phát và cứu AD xong chết theo luôn rồi. Tại sao không ban Vega nhỉ? Mà đi đường chăm canh cá sấu đường trên xong hồi cá sấu mới đi lại 1412 hết rồi. Họ chưa nghiên cứu Weibo đủ nhiều để họ có thể đưa ra một không ăn pick tối ưu. Chết luôn pha này anh em ạ. Có sạc Corki không bà. Phạm thua Vega 50 CS nơi. Shanji gãy luôn. Đánh ở đây thì bạn thấy là game nó dễ rồi. Linh hồn dòng gió, tranh tiền và cái tính chất đội hình. Cái quan trọng là tính chất đội hình thì thực ra bên phía Weibo họ đang cầm cái đội hình mà họ đã khỏe hơn từ đoạn giữa game rồi. Và giờ đến late game thì căn bản đội hình bên phía OMG vẫn tù như vậy. Họ không có phương án mở giao tranh, họ cấu rỉa không ăn thua. Kìa các bạn nhìn kìa, cấu rỉa kìa. Không thấy có sai mất máu luôn mà. Chứ mất máu đến từ cái lò luyện hồn nữa. Vega thì nó đóng mũ phù thủy rồi. Đội hình cấu rỉa sao lại gặp thêm cả Mega Rip nữa. Weibo thì họ cũng không muốn mở nhiều lắm, họ có thể mở trong một vài trường hợp mà TheShy là người mở hoặc là On là người mở, nhưng mà đội hình của họ không dễ mở nha. Đội hình của họ với Sion với cả Thresh này không dễ mở một cách tự nhiên đâu. Pha này thì lính tràn nhiều với cả đánh trong nhà chính đối phương không nói rồi, nhưng mà thực ra họ cũng không cần mở được các bạn. Họ chỉ đặt cái E con Vega ra khép góc xong ăn mục tiêu rồi là win game rồi. Họ đặt cái E ra họ ăn mục tiêu giữa game này, bạn thấy không? Bên kia ăn được đúng 2 con sứ giả đầu trận. Ok, cho luôn, cầm Nidalee Reneton cộng với Corki cho bạn 2 con sứ giả, cho bạn 1 con rồng ở cái pha mà con Renekton nó bỏ top, nó xuống bot. Còn đâu mấy cái mục tiêu như Baron với rồng sau là bên phía Weibo ăn hết. Căn bản là OMG không có phương án để mở giao tranh, hay là không có phương án nào giao tranh 5 năm với bên phía của Weibo cả, khi mà họ bị cái E con Vega nó khép góc hoàn toàn. Còn sang với game 2 thì bên phía của đây, cái đội hình bên phía OMG hiện tại họ là một team mà cá nhân nào cũng muốn đánh carry cả. Aki thực ra cũng có cái giai đoạn mà Aki đánh mấy con Jarvan, Xin Zhao các thứ, nhưng mà đây đang là giai đoạn mà Aki thích đánh carry. Game này pick Ray và game 3 cũng pick Ray, game đầu nó pick Nidalee, nhưng mà gánh không được game đầu. Game 2 thì sau những sai lầm đến từ bên phía Weibo, phải nói là bên phía Weibo sai lầm ở giữa trận. Họ có mấy pha xử lý đầu trận rất là tốt, có lợi thế, nhưng mà về sau thì họ throw nặng quá. Và con Zeri nó lại không carry được. Đây là một power pick nó không được phát huy đúng giá trị sức mạnh của nó cho đội bên phía của Weibo. Tôi không biết là do chất tướng hay do người chơi, nhưng tôi nghĩ có phần thiên về do người chơi nhiều hơn. Đó là Hoan Phong đánh chưa mắc ping chất tướng con Zeri này. Và giao tranh không bắn được anh em à. Và giao tranh Hoan Phong đi đam kỳ lắm. Mặc dù là một power pick nha, mặc dù là đồ cũng không phải là ít, không phải là thọt, nhưng mà vào team fight bắn kỳ lắm anh em ạ. Kể cả cái cặp trận trước cũng vậy. Và con set thì tôi không biết ý đồ của set này là gì cả. Ở game này thì họ đánh một đội hình giao tranh tổng. Còn con Rakan, nhưng mà tôi nghĩ là Rakan đi cùng với Zeri thì nó không mạnh lắm. Thế này bên phía của Weibo không muốn pick, chứ pick Rakan đánh cùng với Orianna và Hecarim thì tôi nghĩ là họ đang có một cái đội hình team fight khá là khỏe, với sát thương tiến sau đến từ Orianna cộng với Zeri. Trong khi đó thì bên phía của OMG bên này họ đã ban con Vega này rồi. Kể cả là họ không có định pick Corki, họ vẫn phải ban Vega. Phase 2 thì họ ban con Alista để tránh combo, họ ban thêm con Na để tránh TheShy đánh kèo thủ hòa. Và họ pick được con Achop này last pick để counter pick con Sion ở khu vực đứng trên. Bên phía của Weibo thì họ ban Xin Zhao của Aki, họ ban con Renekton của Shanji tránh đối phương này cánh trên một cách quá rát. Và ban thêm cả lớp lăng Samira. Nói chung là những cái lượt 3 bên phía Weibo cho thấy họ đã tìm hiểu bên phía của OMG khá là nhiều những vòng đấu gần đây. Họ ban 2 tướng tủ để cho Cream đặt mình vào một cái thế là không có những vị tướng áp lực len quá nặng cho Angel, để Angel có thể farm hòa với lại Cream. Ok rồi. Sofm thì vẫn có những vị tướng có khả năng đi rừng mạnh giai đoạn ban đầu cộng với khả năng make play rất là tốt với con Hecarim. Nhưng mà con Zeri này thì chưa đủ khỏe để gánh cái game này. Con Gray là con đánh rất là mạo hiểm đấy nhờ. Bây giờ thì có những đội tuyển mà họ đang đặt khả năng carry cho rừng ấy, như kiểu là DK chẳng hạn. Con Gray là con mà farm được nhiều thì nó sẽ khỏe và nó có khả năng snowball rất là mạnh. Nó điểm yếu là gì? Đầu trận nó bị tù, đầu trận nó không ganh được, đầu trận nó sẽ không có được nhiều áp lực giống như các vị tướng đi rừng như kiểu là Xin Zhao, Jarvan, Lee Sin, Hecarim, Viego. Áp lực của con Ray nó chỉ là con mà khi mà nó có được lợi thế sớm nó sẽ snowball cực kỳ mạnh và đam nó rất ảo. Đam con này đi rừng nó cầm mấy trang bị sát lực, nó bắn rất ảo. Và về late game thì tất nhiên là một xạ thủ thì không bao giờ là yếu cả. Thì ván thì đó bên phía Weibo đã kiểm soát chất tướng dọn đầu trận rất là tốt. Nhưng mà chỉ cần troll nhẹ thôi, chỉ cần troll một vài pha thôi, con Ray nó comeback một cái là bên phía Weibo cực kỳ khó đánh. Và Weibo thì vẫn xử lý rất tốt đầu trận. Pha này thì Shanji mất cái flash chạy. Shanji xử lý nhìn chung cũng rất là thông minh rồi. Actually held onto his E in case Shanji flashed there. Nicely done. But Shanji over the wall now. Looks like he'll get away with his life. Good attempt from SFM. Did cost. Tôi theo dõi rất là nhiều cái thanh niên top thách đấu bên máy chủ siêu cấp là thanh niên Geju. Geju là thanh niên mình từng làm một cái video clip cán mốc 1800 điểm thách đấu bên máy chủ siêu cấp Trung Quốc á. Thì tôi theo dõi con Ray đó, con Ray mà đầu trận thì đúng là yếu thật, nhưng mà đến giữa trận khi mà nó có mạng nó bắn ảo đam lắm anh em. Aggression in bot, two aggression in top. Con này thì cũng lấy được flash của TheShy rồi. TheShy half HP, doesn't have any mana. Yeah, Shanji not that healthy right now either. I don't know if this is necessarily the wisest of dives, but Aki gonna hold the wave, let these minions come underneath the tower. TheShy doing a really good job of trying to deny that game plan, and a good flash means that Aki has to just. Lấy được flash TheShy hết rồi. This game has been going. Nhưng mà cái pha ganh đấy của Aki là hơi bị cồng cành đấy nhá. Cái pha ganh này của Aki là một pha ganh mà bị hở sườn vòng rừng anh em ạ. Các bạn đang nhìn là 36 so với 32 CS này. 36 so với 32 CS và một chút nữa Sofm hack farm lên được 50 mấy so với 40 mấy á. Và tranh level rất là nhiều. Và thậm chí solo kill cả Aki ở tại bãi chim nữa. Đây. Aki vừa ăn rồng cánh dưới xong. Trước đó lại còn canh TheShy nữa. Và chắc chắn là bị hở sườn vòng rừng. Sofm khai thác vòng rừng cực kỳ triệt để ở dạng đầu trận và có được cái lợi thế về kinh nghiệm so với con Ray phía bên kia. Và pha này thì vừa cướp bùa đỏ giữ lại smite, cướp thêm bãi chim nữa. Thậm chí là một đánh hai ăn được hai mạng sớm luôn. Khởi đầu rất ok luôn, bấm bánh lên lấy mana, quạt quy liên tục. Xử lý ở đây rất tốt đến phía Weibo rồi. Bot thì on đổi flash lấy thanh tẩy. Nhưng mà pha này thì bên phía Weibo mất tới 2. Nếu như đánh 3-3 tôi không biết là có đánh lại hay không, bởi vì đánh 3-3 thì nó sẽ hơn đồ cho bên phía Weibo khá là nhiều sau hai cái mạng đấy. Nhưng mà vì mất đi hai chiêu cuối mà đánh 4-4 thì đánh thua là đúng rồi. Đánh thậm chí là OMG còn đẩy cả con Tristana của Able lên nữa. Game này Able cực kỳ xanh. Dạo đi đường thì không hơn được Hoan Phong, nhưng mà đến giữa trận thì Able ăn được khá là nhiều mạng. Thì pha này bên phía Weibo thôi chấp nhận bỏ sức giả để bảo toàn cái lợi thế hai mạng hàng gục trước đó có được. Nhưng mà pha giữ trụ này là hơi liều đấy nhá. Đây là cái trụ còn 5 lớp giáp trụ. Và bên phía của Weibo thì TheShy game này đánh kèo bị counter pick này mất máu nhiều quá pha này. Và Sofm thì cũng giữ trụ một cách hơi miễn cưỡng một chút. Cái pha này là pha troll khá sâu cái game này nha các bạn. TheShy mất trụ cuối chạy rồi này. Sofm lên một mình này. Angel lên trễ này. On cũng lên trễ luôn. Các bạn không cân 5 được con là pha này, tôi 4 cân 5 pha này khó lắm. Kể cả là Hecarim xanh đi chăng nữa. Gỡ được mạng nhưng mà nhìn chung vẫn lỗ. Bên kia có sứ giả nữa. Và các bạn thấy cánh dưới khi có Zeri được thả ra pha như vậy thì nó lại không carry được. Không biết là nếu như mà thay con Zeri ở game này bằng một con tướng kiểu như là Aphelios hay là Zing thì nó có carry khỏe hơn hay không? Nhưng mà chắc chắn là phải pick Zeri rồi bạn. Ở phía đội 1 đối phương không cấm thì phải pick thôi. Nhưng mà nó gánh không nổi. Con Tristana với con Ray nó share kinh nghiệm quá trời. On chết với TheShy pha này nó nặng quá. TheShy chết rồi, On pha chạy được. Nhưng mà cũng mất nhiều lợi thế quá, mất nhiều mạng quá. Pha này TheShy gỡ được mạng. Nhìn chung thì không thua lắm dạo đi đường đâu nhá. Tranh tiền thì cũng tầm 1.000-2.000 thôi, không phải là quá khủng khiếp, nhưng mà căn bản đội hình bên phía Weibo Gaming họ giao tranh không có đam, nó không có đam tí nào ấy anh em. Sion với Hecarim là thần tanh rồi mà tanh cũng không chịu nổi nha các bạn. Con Rave này nó có mạng và nó farm lên rất là nhanh. Cộng với con Rai này là một con mà nó vẫn có khả năng gây sát thương phép rất là ấn tượng giai đoạn ban đầu. So với TheShy build rất nhiều tanh nhưng mà tanh không nổi. Mà trong lúc tanh đấy thì tuyến sau lại không có đam. tuyến sau như là Zeri, Orianna thì thứ nhất là chưa có đồ, thứ hai nữa là con Zeri của Hoan Phong nhìn nó kỳ lắm. Quay trở lại với Aphelios, các thứ thì đánh ok á, bắt được mạng con này nhưng mà không có mục tiêu lớn. Hecarim này rất là trâu rồi đấy nha, mà chịu không nổi nhiệt. Con ra đến cục cổ ngữ lại là con Hecarim này mất trắng cây à. Mất rồng. Will be an ocean soul, so very valuable on that one. Shanji will find his way over the wall. Along. It would just be hilarious. Các đội đánh với Hoan Phong hoặc là đánh với Weibo họ sẽ để ý con Zeri thôi anh em ạ. Cách duy nhất là đánh Zeri hay hơn đến từ Hoan Phong thôi. Chứ giờ không cách nào khác cả. Thôi nhưng mà sang 12.4 thì có thể cân nhắc việc không cần phải để ý nó nữa, bởi vì nó bị đập quá nặng. Bất trụ, On, chết. Thua tầm 2.000 tiền. Con Zeri này bắn hỏa, bắn mãi không thấy đam. Bắn 2 trụ được giữa là hơi nặng rồi nha. Và các bạn thấy con Hecarim này bắt đầu nó bị đuối farm dần so với con Ray là đúng thôi. Con Ray nó rất là cần farm và nó sẽ không nhường farm cho AD đâu các bạn. Nó sẽ không nhường farm cho AD. Game 3 cũng vậy. Nó sẽ tự farm để nó xanh và nó carry được. Nhưng mà trong trường hợp nó xanh thôi nhá. Trong trường hợp nó không xanh thì nó cũng sát thương của nó cũng ở mức độ bình thường chứ không phải là đột biến lắm. À, pha này cho bạn nhìn đồ của Sofm này các bạn. Nhìn đồ của Sofm là một con Hecarim rất nhiều giáp. Có kháng phép đến từ giáp do tốc hóa cuồng, nó không nhiều lắm nhưng mà nó có. Chứ không phải đến mức là không có tí kháng phép nào. Ở mà bước vào giao tranh con Ray nó đam một phát thấy tụt máu nửa cây hơn anh em ạ. Ảo thật. Xét đã quáng mở giao tranh thì Sofm thì quáng ăn rồng. Con này được sai với tanh thì có nổi hay không nhưng mà Sofm bạn thấy không? Trời ơi, Sofm gần như là chết chay không kịp làm gì luôn á. Mà giáp nhiều nhá, lên tanh nhá, không phải là yếu nhá. Sau bên kia thì con set của On lại bế con át chóc về, nó bổ tim chạy là ná thở luôn. Và Hoan Phong bắn từ đầu tới cuối không thấy một tí đam nào. Tức là mọi lý thuyết giao tranh nó sẽ không thực sự được chính xác nếu như mà cái chênh lệch về sát thương tuyến sau nó nhiều đến như vậy. Mà mặc dù chênh lệch về đồ nó không nhiều nha. Sofm thì cái chênh chết chay rồi, rồi được to đam quá. Ở trong nó bổ. Các bạn nhìn Hoan Phong bắn từ đầu nhá, lúc mà Sofm đang tay mà Sofm đánh được khá là nhiều rồi, kỹ năng của đối phương nhưng Hoan Phong bắn không nổi. Ây à, trong nó hồi 600 máu không biết kìa. Ây à. Mất rồng mà chết 2 sai anh em ạ. Đấy đến thời điểm mà mất linh hồn rồng là thấy khó đánh lắm rồi. Cánh trên thì pha defense trụ top là rất ẩu. Cánh dưới thì Hoan Phong cầm một tướng có phải không thuận tay. Và triển khai mọi thứ đều rất là khó khăn cho họ cả. Đây Sofm chết rất nhanh luôn, chết sốc luôn mà. Đồ chống chịu không ít đâu nha. Mà 2 AD bên kia nó chịu không nổi. 2 AD bên kia nó bắn. Nát người. Keep your eyes on Angel's shockwave. That has to be what comes out from Weibo, but in fact, I don't even need it to come out. They just bully OMG away without ever having to fight. Yeah, we see OMG pivoting towards having Shanji push in top, so might be able to. Feels like in control. Đấy bắt đầu có chênh lệch về đồ rồi này. Đấy có thể điểm này chênh lệch tầm 4.000 tiền là bắt đầu có chênh lệch về đồ rồi, và chưa kể là cái tính chất bên phía Weibo Gaming thì tôi thực ra không thích app này lắm. Con set này không vòng đầu được để mà chiêu cuối. Bị con Chóc nó lấy mấy cái W ở đây rồi. Mà bên kia con Rai này bọc đầu liên tục, 2 pha liên tục nha các bạn nhé. Là Weibo không kiểm soát được con Rai của Cream. Pha trước là con Rai đánh hạt thông nổ xuống bắt Sofm ở đây. Pha sau là con Rai nó vòng ra nó bắt được Angel. Và On bị vô hiệu hóa ở phía rất xa rồi. Thì bên này họ thấy con set đã bất W và nó ở khá là xa giao tranh nên họ quyết định đánh luôn. Họ mở rất nhanh và nó thì đất nhưng khâu móc trượt thôi. Nhưng mà con Rai vòng ra ngục cổ ngữ thì không trượt được một chiếc Ori ngay tức. Nó tanh trâu và nó có quyền làm điều đấy anh em ạ. Và nó vẫn có đam chứ không phải nó ít đam đâu nha. Pha này thì nhìn là thấy thua rồi. Các bạn nhìn Hoan Phong bắn đi nhá. Các bạn nhìn Hoan Phong bắn từ đầu đến cuối nhá. Một chống chịu với cả một AD mà đánh không lại một chống chịu bên kia anh em ạ. Giết không nổi một chống chịu bên kia là thấy sai lắm rồi. Bắn không chết con Rai luôn này. Tính chết bên kia trâu quá. Mà đam Zeri thời điểm này nó cũng chưa đột biến được gì cả. Thôi, đánh này thua rồi. Thua game 2 rồi. Nếu mà xử lý tốt hơn ở cái trụ một đường trên, tôi nghĩ là có thể ít game nó không bị lệch như thế này. Đánh lết con Zeri tầm 4 đồ thì nó có thể là ok. Pha này thì... Trying to get the chickens right now. He's gonna get hooked up, CC down by Cole. Trying to get over the wall, but he's ignited and goes under a tower. What fuck? You know, we cast the LPL, so I shouldn't. Vấn đề lớn nhất là con Zeri thôi các bạn. Tôi nghĩ là vấn đề lớn nhất là con Zeri á. Pha đấy thì đang cố gắng câu thời gian để con Zeri nó có thể gọi là xanh sao một chút đường dưới. Lấy tài nguyên cho nó. Mà câu một hồi thì chết hết đường top. Con Zeri ăn tài nguyên xong thì cũng không có gánh đam rồi. Đánh đây là thua rồi các bạn, đánh đây là thua 8.000 tiền, thua linh hồn rồng nước. Không cách nào giao tranh, con cheat nó bắn Hecarim chết đốt nhạc rồi. Hay cái bỏ súng chết luôn mà. It's another pick for OMG as On decides it's time to go on to Able. It's a 2v2. The bottom lanes battling it out once more, but there's a realm warp coming and there's an ocean soul in play as well. Shy can't find the knock-up. It looks like it will... Chịu ông Hòa game 1, cứ sang game 2 là gãy. Mà đánh với mấy đội trung bình mới gãy á. Đánh mấy ông lớn như kiểu EDG thì lại không. Cho đánh với Liên Ninh cũng gãy. Tôi nghĩ là LPL bản 12.3 nên đến sớm, 12.4 thì đến càng sớm càng tốt. Loại bỏ Zeri đi là một cái đợt tút cho bên phía Weibo đấy. Aphelios với Zing với cả Zin mà dã thôi anh em ạ. Saya đấy, có Saya đấy anh em ạ. TheShy gonna go down and like you said, OMG, 2 inhibitors. Lý do vì sao Weibo họ chọn đội 2 bởi vì bây giờ FCK các bạn thấy không ạ? FCK họ chọn đội 1 không ạ? Họ thua chọn đội 1 không ạ? Weibo chọn đội 2 để gì ban Zeri đỡ bị kỳ. Bên đội 2 ban con Zeri nhìn nó đỡ kỳ anh em ạ. Bên đội 1 không ban Zeri được. Bên đội 1 ban Zeri người ta bảo là không biết chơi Zeri các bạn. Kỳ lắm. Mà pick vào thì đánh Sida. Ui đam con Ray các bạn, nhìn đam con Ray kìa. Ray này nó cánh đam khỏe lắm. Nếu mà nó xanh chỉ có là nó sẽ hút tài nguyên của team rồi. Bạn thấy trong cái thế trận như vậy mà Able vẫn farm thua Hoan Phong là bởi vì con rừng nó không nhường farm cho con AD. Nó bị thua như này thôi. Nó chuyển game 3 nhá. Đến với game 3 thì Weibo chọn bên phía đội 2 để họ có thể có được cái dạng ban pick nó đỡ kỳ hơn một chút. Họ ban Nautilus, họ ban Zeri, họ ban Hecarim. Bên này thì ban Vega rồi, rút kinh nghiệm so với game 1 rồi. Bắt buộc phải ban thôi, kể cả không đánh Corki cũng phải ban rồi. Vì meta hiện tại mà Cream đánh mấy con như Rai với cả Corki mà gặp con Vega phía bên kia thì đúng là khó chơi. Nó là con kiểm soát giao tranh quá là khỏe đi. Và rút kinh nghiệm thì họ không đánh Zing Tahm Kench đường dưới, họ đánh kiểu như là Aphelios cộng với Leona. Bên phía bên này thì cũng không đánh Tahm Kench, vì Tahm Kench là con mà nó rất là khó mở. Như tôi đã bảo, mặc dù nó cover rất là hay, trừ khi tuyến trước của bạn có mở thì bạn mới có thể đánh Tahm Kench được. Tuyến trước các bạn là mấy con như kiểu là Sion mở này hoặc là dừng mấy con Hecarim á, thì bạn đánh con Tahm Kench ok vô tư, Lee Sin nữa. Thì game này bên phía của Weibo lấy con Thresh đi đường thua, lại là một game mà đi đường sẽ gặp một chút vấn đề. Kèo này thì con Zing nó sẽ farm bao nhiêu đầu nó về đổi cái lưỡi hái như mà tôi phân tích ở tại cặp trận T1 á. Thì ra bây giờ thì đội nào cũng làm thế thôi. Một cái trick nhỏ. TF của Angel game này thất nghiệp. Tầm 20 phút đầu tôi thấy được đúng một lần để ăn một mạng rồi. 20 phút đầu với một con TF ăn được đúng một mạng. Game này MVP cho Angel nha. 20 phút đầu ăn được đúng một mạng nhưng mà về giữa game bắt lẻ với cả TheShy thì hay. bởi vì căn bản là các đường bên phía Weibo không thể hiện được sự vượt trội dọn đi đường. Ví dụ như kèo này TheShy gác được tầm 30 CS nhưng lại bị solo kill một pha. Bot thì chất tướng không hơn được so với bên phía của OMG. Mặc dù vậy thì Hoan Phong game này có được một pha, nói như nào nhỉ, quà từ Sofm gửi tới. Cái pha mà swap sứ giả một chút nữa mình sẽ phân tích sâu hơn. Còn tính chất đội hình thì bên phía của OMG, con Ray cả ván này không xanh, tức là Weibo họ không có những pha thủ đường trên một cách lỗi như là game 2. Và con Ray này thì nó lại là con early yếu và nó không có mạng, nó không có lợi thế, nó sẽ không snowball được. Và giữa game thì nó hút tài nguyên của team nhiều quá, khiến cho Able bị thọt hơn so với Hoan Phong. Game này Hoan Phong đánh rất hay nha. Game 1 cũng hay mà game này Hoan Phong đánh càng hay. Một công lớn đến từ Sofm nữa. Nhưng mà Hoan Phong là một xạ thủ mà khi được dồn tài nguyên vẫn carry được, vẫn biết cách carry. Và game này Hoan Phong farm vào thời gian 7-80 CS luôn, nhờ con Viego này các bạn. Đây là một con không cần tài nguyên, còn thực sự là nó vẫn có khả năng tạo đột biến cao, vẫn có khả năng đánh early, vẫn có khả năng đánh giao tranh tổng, và vẫn có khả năng dồn tài nguyên cho AD. Các bạn nhìn chỉ số lính của Hoan Phong nó tăng một cách vô lý lắm. Nó tăng một cách vô lý so với Able luôn. Đây pha này TheShy bị solo kill này. Và đây vào 6, Ragas này đánh rất là hay nha. OMG đồng team rất là trẻ, nhưng mà họ đã có đủ cái kinh nghiệm để họ có thể xử lý cấp độ 6 rồi. Level 6 Ragas này không chết nha. Level 6 này Ragas nhìn TF là nó giữ quay rất là đẹp luôn đó. Còn đây Hoan Phong đi được vẫn rất là ok, vẫn farm ok. Chỉ là những tình huống on đánh như này thì on game là chết cũng nhiều ạ. Nhưng mà như tôi đã bảo thì con Thresh này là con mà nó bồi CC chung với team rất là ok. Nó vẫn có những cái áp lực. Sứ giả này thì bên phía của Sofm. Đây. Tình huống mà tôi bảo là món quà của Sofm gửi cho Hoan Phong đây. OMG đã swap lane giống game 2 để có thể ăn sứ giả và dồn tài nguyên cho Able. Nhưng các bạn nhìn, đây là một khoảng thời gian rất dài mà Able phải hy sinh. Họ bỏ farm khu đường dưới để họ chạy lên cánh trên ăn sứ giả các bạn ạ. Tại sao lại lệch lính nhiều đến như vậy? Thực ra dạo đi đường Hoan Phong đã có những chênh lệch lính nhưng nó không nhiều đến mức như thế này, là bởi vì phía OMG bỏ thời gian, bỏ tài nguyên của mình ra để ăn sứ giả, mà Sofm lại trừng phạt sứ giả được. Thành ra OMG không ăn được trụ tốt nhờ con sứ giả này, mà Hoan Phong nó có khoảng trống, nó bào trụ đường dưới quá trời bào luôn. Wow. Sao lại như thế nhở? Tại sao bên này vẫn còn một stack trừng phạt, còn Sofm thì đã trừng phạt hết rồi nhở? 8 phút trôi qua và Aki vẫn còn một stack trừng phạt. Trừng phạt của Aki có 450 à? Sofm thì nó đã trừng phạt xong 5 lần và nó hiện tại trừng phạt của Sofm là 900 rồi nhá. Mặc dù CS của hai bên cũng không tranh nhau nhiều lắm. Đây, Hoan Phong đường dưới bỗng nhiên ngon. 4 lớp giáp trụ các bạn ạ. Và khoảng chừng 10 phút đầu là Hoan Phong là Angel thất nghiệp nha. Angel không có đi đâu được hết, không có ramming, không có R, không có bấm R luôn á, chứ đừng nói là R đi đâu nhá. Pha này không chết. Tầm 13-14 phút Angel mới rờ được một lần, bắt được một con Leona rồi. Pha đấy con Ragas đi thì gì? Đó, cái pha mà con Ragas bỏ len đi xuống cánh dưới các bạn. Con Ragas bỏ len đi xuống cánh dưới làm một quả bất ngờ. Kiểu như thấy mình có lợi thế một chút rồi, dù sao thì con Ragas này nó sẽ lên theo kiểu là lên một đồ sát lương, sau đó thì nó sẽ lên chống chịu. Nên nó có thể hy sinh lợi thế để mang lại lợi thế gỡ gà cho Able. Nhưng mà Ragas này ganh fail và bị mất CS rất là nhiều nha. Sau cái pha này trở lại đường trên là TheShy ngon luôn nữa. Lưỡi 234 số kìa, còn lại 12 số này, chênh CS này. Bot cũng vẫn còn chênh CS, mặc dù Able có một pha di chuyển lỗi nhưng mà vẫn được team nhường lại một chút tài nguyên. Cũng không đến mức thọt lắm. Nhưng mà con Ray này thì không xanh như game 2 nữa. Và các bạn nhìn CS nhá. Hiện tại Hoan Phong dẫn trước được tầm một đợt lính so với Able. Thằng này thì ao không biết sao đánh luôn. Chết queo luôn. Đây, đến 13 phút tôi thấy Angel mới dùng R một lần. Con TS đúng là kiểu thất nghiệp đây anh em ạ. Và đây để mạnh con Thresh này, double CC tốt, double CC rất là tốt. Nếu như Angel giữa trận hoặc là trong các pha giao tranh mà làm được mấy quả bài vàng như vậy, sau đó on kéo án tử vào á, thì những con như là Zing, Zay nó sẽ bớt sát thương rất nhanh. Những con như Zing, Zay nó sẽ bớt sát thương cực kỳ nhanh sau những cái hiệu không chế đến từ team. Và nếu như giết được người thì Sofm lại nhặt xác nữa. Đó, cái cách vận hành đội hình này bên phía Weibo họ pick vào là như vậy. OMG ăn được dòng 2. Nhưng họ mất trụ bot, họ mất trụ top. Và con Zing ra mid, các bạn để ý CS của Zing nhá. Các bạn để ý cái CS của Zing, để ý CS của Sofm với cả con Ray của Aki nhá. Sofm sẽ bắt đầu có dấu hiệu bị đuối farm hơn so với con Ray, là vì Sofm sẽ nhường lại bãi sói cộng với bãi chim dành cho Hoan Phong. Và đó là lý do vì sao hiện tại đang khoảng chừng 20 CS chênh lệch ở thời điểm phút thứ 17 thôi. Nhưng đánh một hồi nó sẽ lên tầm 40, 50, 60, nó cứ tăng đều theo thời gian. Sofm đấy sẽ có dấu hiệu đuối hơn so với Aki về nhịp farm, nhưng tôi đã bảo rồi, chất tướng Viego nó được quyền làm như vậy. Nó được quyền không farm nhưng nó vẫn có đủ cái sức nguy hiểm của cá nhân của nó, giống như kiểu mấy con như Hecarim, Jarvan, Xin Zhao vậy. On lại chết mấy quả như thế này, gọi điển hình của On luôn. Con TF là thế không ạ? Con TF 21 phút mới ganh được đúng một lần duy nhất. Có một mạng, còn có Leona nữa, mà có cái mạng đấy là cả cái mạng không có mục tiêu lớn nữa cơ. Thì tôi bảo thôi bỏ mẹ rồi, con TF này đến cái ván này nó cứ bị sao sao rồi, lại còn farm thua con Rai nữa. Con Rai áp được 2 cánh liên tục. Nhưng mà được cái là giữa game Angel có mấy pha côn bắt lẻ hay. Chứ đánh về cuối con TF này nó phế à. Pha này các bạn thấy không ạ? Con Rai bị dính 1cc thôi nha. Là gần như chết chay luôn này. Con Rai bị dính 1cc, con Zing với con Dây nó bớt sát thương vào và con Rai này chết chay luôn anh em ạ. Dính một cái án tử thôi các bạn ơi. Dính với Dây nó cùng đam vào một cái rồi chết chay luôn anh em ạ. Sofm vào lấy chiêu cuối nhặt xác lên trường tiếp. Đó, Viego mấy khúc này đâu phế đâu. Cái tuyến trước bên phía OMG không ai khỏe để mà tanh theo kiểu đấy hết á. Dính một cái bài vàng, dính một cái án tử là chết à. Kể cả là Leona hay là Rai hay là Ragas, tỷ lệ gãy cực kỳ cao. Có trụ cho Hoan Phong rồi này, đỡ rồi. Cái trụ này là cái trụ giúp cho Hoan Phong tiếp tục farm đường giữa một cách an toàn. Và bên phía bên kia nó chịu áp lực nhiều hơn nhờ mấy pha định mệnh như này này. Những pha định mệnh như này là khiến cho bên phía OMG bị áp lực rất là nhiều. Và đó là lý do vì sao mà Hoan Phong cứ chỉ trả farm lên, hiện tại là lệch 50 chỉ số lính rồi các bạn. 40, tạo thật là 40 nhá. Đến 24 phút là tầm 40 chỉ số lính. Chênh lệch giữa hai xạ thủ. Mặc dù khởi đầu cho Able không tệ lắm, nó là không thua farm quá nhiều ở dạo đi đường so với con Zing phía bên kia. Nhưng mà bị thua nó dấp trụ và hiện tại thì Zing này nó sắp vô cực rồi anh em ạ. Đợt sai bắn quả cầu sáo bắn lính là mất hơi nhiều ra một chút, nhưng mà căn bản là đó, các bạn thấy không, mấy con tanh chống chị tuyến trước này không chịu nổi nhiệt anh em ạ. Bên này đam vẫn to lắm, Dây với cả Zing nó vẫn đảm bảo được sát thương tuyến sau cho bên phía của Weibo. Nó không giống như game trước. Game trước là con Zeri nó không đảm bảo được sát thương tuyến sau anh em ạ. Zeri bắn hoàng thấy đam đâu á. Con Dây thì con Zing này nữa, nó phụ đam cho thì đam vẫn rất là ok. Phần này ăn được Baron nhưng mà sau đó thì trả mạng khá nhiều. Đây là con Baron âm khá là nhiều tiền của OMG anh em nhé. Weibo can keep on chasing this one. Wild cards in. Cream has to flash away from this one. They need to get some resets off. They need to recover. But Angel over the wall finds Able and takes him down. Kiểu như OMG sợ là đánh về cuối, đánh một hồi giao tranh không lại hay sao? Em quả Baron nhìn liều thật sự. needs to be cautious to go for it by himself. That's two recalls out, but Aki found looks like he'll be the sacrifice for two players to get out. Con này không có xanh anh em ạ. Nó không có xanh lắm nên là các bạn nhìn cái lượng sát thương của nó gây ra và TheShy thì không giết được. Giống như game 2 thì có thể TheShy sẽ chết pha này đấy. Ray Dam khi mà nó xanh nó rất là ảo. Và nó có thể hơn farm so với Sofm. Nhưng mà đến thời điểm này thì Hoan Phong đã farm hơn so với ADB 60 CS. Nó cứ từ từ nó tăng dần đều theo thời gian, tích từng cái bãi chim, tích từng cái bãi sói mà Sofm nhường lại cho Hoan Phong. Là Hoan Phong xanh à? 27 phút cầm vô cực bắn cháy máy luôn. Bên kia thì nhìn chống chịu như này nhưng mà chống chịu không có nổi tượng sát thương tuyến sau bên phía của Weibo khi mà họ kết hợp cái lượng sát thương giữa Zay, Zing và TF. Thì bên phía bên này những chống chịu tuyến trước như Ragas, Leona hay là Rai chịu không nổi. Mà con Aphelios lúc đấy còn chưa có vô cực nữa. T5 thì đánh thua có vô cực bên phía bên kia là thấy khó đánh lắm rồi. Baron này còn mất thêm trụ 2 đường giữa nữa. Và hiện tại Hoan Phong farm hơn 90 CS rồi anh em nhé. 31 phút trôi qua hơn 90 CS. Hơn hẳn một trang bị xuyên giáp đó là cái Dominic so với xạ thủ phía bên kia. Là các bạn có thể hình dung ra cái chênh lệch. Nếu như nói hơn về đúng tiền thì chắc là hơn được cái đại bác so với con Aphelios phía bên kia. Và Angel đánh con TF này thì make play khá tốt, tức là lựa góc để có thể định mệnh xuống, lựa thời điểm để bật định mệnh lấy tầm nhìn và lựa chọn mục tiêu bài vàng, các thứ rất là hay. Và sát thương tiến sau khi mà có những hiệu khống chế tiến trước tốt như là con TF này thì Zay với cả Zing dễ chơi lắm. Một cái CC thôi là con Zing này nó là bắn thoải mái rồi, con Zay bắn cầu sấm thoải mái luôn rồi. Còn đối bên phía của OMG thì tớ cảm giác như là họ còn dòng gió nữa chứ ạ, hồi đen. Họ không có phương án giao tranh bên phía của Weibo. Đây là farm họ xác định giao tranh không lại và họ quyết định bỏ. Họ không giao tranh nữa. Thế nào lại hai ông ở lại anh em ạ? Ragas gần cà phê. Hoan Phong bắn cháy quá. Sofm nhiều tài nguyên và Hoan Phong có tài nguyên, Hoan Phong bắn rất cháy luôn. And now for Weibo, they can just turn towards mid. They already have TheShy pushing out bot. They should be able to look for an inhibitor off this play. Hoan Phong will be able to lifesteal back up a little bit. And overall, like, cool, OMG, you got the dragon, you're on still point. Và đó là lý do vì sao mà các đội lớn hiện tại họ đều đang đánh những tướng đi rừng mang thiên hướng không cần nhiều tài nguyên như vậy. Bởi vì họ dồn tài nguyên cho xạ thủ quá ghê đi. Và những con xạ thủ lại gánh quá lực trong cái meta đi. Bắt được thêm mạng con hỗ trợ nữa. Con Zay của TheShy thì xanh ngược rồi kìa. Đầu trận thì có thể thua Ragas một chút nhưng mà đến cái thời điểm này thì con Zay này nó đã quá khỏe rồi. Đam tiến sau bên phía Weibo quá là dư giả rồi. Chỉ cần tiến trước họ CC tốt thôi là được. Không ăn được 2 mega nhưng ăn được mega mid. Thì con Baron sau free rồi các bạn. Tầm ăn được 7 trụ ăn được mega mid thì Baron sau là free rồi. Sure kèo là như vậy, bên kia chỉ ăn được 2 trụ thôi. Góc ra Baron của họ quá hẹp và họ ra không kịp. Cảm giác của tôi nó cũng không có phương án giao tranh các bạn ạ. Bây giờ con Ragas tạt cánh không được. Bây giờ con TF nó chỉ cần đứng phía trước nó rút cái bài vàng ra thôi. Bất kỳ ai bên phía bên kia mà có ý định tạt vào một phát thôi là ăn một CC thôi là chết. Một CC đồng nghĩa với cái chết các bạn ạ. Dinh dây tầm này đồ rồi anh em. Mà Hoan Phong game này farm hơn được AD phía bên kia nhiều và có đồ lớn đó. Tam ảo vãi luôn. Thề. Kể cả bắn vào chống chịu bên phía bên kia. Pha này các bạn nhìn đam con Zing của Hoan Phong nhá. Một bật quy bắn cái kìa anh em ạ. Ui vai nổi ạ, bắn vào hai xạ thủ bên kia mỗi thằng mất nửa cây anh em ạ. May là quả cầu sấm này của TheShy trượt chứ chúng tôi không biết là bên kia đánh như nào luôn. Mà kể cả như vậy đó là quá đáng rồi. Thêm cái tên lửa chết chay luôn mà. Rồi sao giao tranh được nữa anh em? Không, tại con Ray này thứ nhất game này nó yếu, nó không mạnh như game 2 bởi vì Weibo không throw giống như game 1, không throw giống game 2. Nên con Ray nó không đủ xanh và nó không xanh thì nó là con khá phế. Và nó lại còn không nhường tài nguyên cho AD được nữa. Có những con khi mà nó đã thọt rồi nó có thể nhường tài nguyên cho AD và nó vẫn có một chút tác dụng, như kiểu là mấy con Xin Zhao chống chịu bắn nguyên thương. Hecarim nó vản lấy cái phi giao tranh cho AD bắn. Còn Draven nó phế quá anh em ạ. Có những con nó không xanh mà nó không phế tí nào nhá. Chỉ có những team hiện tại như kiểu là DK tôi nghĩ là đánh con Ray này được, nếu như họ dồn tài nguyên cho con Ray của Cannon và Cannon xanh sớm. Nhưng mà hôm trước tôi thấy Cannon đánh con Ray này không ganh được cái là kiểu như cả một team là đánh chắc không ganh được cái không có lợi thế, con Ray nó phế lắm anh em ơi. Tất nhiên nếu mà nó farm không về lết thì nó vẫn khỏe, nhưng bây giờ bên kia đã ngần này đồ rồi, họ đánh ra tranh thắng họ end luôn rồi, không cho con Ray này farm đến tầm 5 đồ. Con Ray farm đến tầm 5 đồ thực ra nó vẫn rất là khỏe. Chỉ là áp lực đến từ phía Weibo giữa trận rất là tốt. Các bạn tưởng tượng hà 20 phút trời con TF ulti được có một lần, ăn được một mạng. Vẫn win, vẫn MVP anh em ạ, vẫn win, vẫn MVP vì giữa trận con TF này nó bắt lẻ rất là hiệu quả hai đường cánh của đối phương, họ có những cái phương án giao tranh với con TF này rất là hiệu quả, rất là hay, rất là đúng chất tướng luôn đó. Và thậm chí là vượt ngưỡng mong đợi. Bởi các bạn biết là TF là một con không mạnh trong giao tranh, nó là một con mà xét về lượng sát thương hay là chống chịu của nó đều không bằng so với các cái mẫu pháp sư khác. Điểm mạnh của nó chỉ là đào cánh thôi. Game này đào cánh không nhiều nhá. Nhưng mà vào giữa trận thì bên phía của Weibo vẫn vận hành con TF này cực kỳ cháy. Và lượng chênh lệch lính về cuối game đúng là hơn 100 CS giữa Hoan Phong cộng với Able. Chủ yếu là do cái lượng tài nguyên mà Sofm dồn cho Hoan Phong. Bỏ bãi bùa đỏ bỏ chắc rồi, bùa đỏ thì team nào cũng bỏ rồi. Bãi chim, bãi sói bỏ hết. Nếu không tin các bạn cứ xem lại replay. Nếu không tin các bạn cứ xem lại cái game đó, các bạn xem cái pha di chuyển của Hoan Phong á, các bạn xem là từ phút thứ mười mấy trở đi Hoan Phong ăn những gì để có lượng CS vượt hơn so với Able, và Able đã làm gì để có thể bị thua tới 100 CS như thế này. Nó chỉ đơn giản là việc mà Sofm dồn các bãi quái rừng dành cho Hoan Phong thôi. Và chiến thuật này vẫn hiệu quả đến thời điểm hiện tại cho bên phía Weibo Gaming. Chiến thắng này thì có lẽ cũng không phải là một điều gì đó quá bất ngờ khi mà họ thắng một đội tuyển nhóm giữa nhận OMG. Nhưng mà nhìn chung thì cái chiến thuật mà họ vận hành giống như cái clip hồi mình phân tích cho T1 hồi sáng nay ấy, thì cái chiến thuật này họ có thể vận hành tiếp tục được. Bởi vì TheShy là ông trùm đánh thủ đứng trên, giống như Just thì cũng đang là một player đánh thủ rất là cực kỳ hiệu quả. Và có thể thua 1-2 mạng dọa đi đường nhưng mà không phế, căn bản là không phế. Không phế, ví dụ như là Bin 2021 là một thanh niên đánh mà không có tài nguyên là phế. Còn năm nay thì TheShy không phế tí nào. Trước tướng Sion hay là dây đầu trận các bạn thấy bị solo kill 1-2 mạng nó không ăn thua gì cả. Giữa trận vẫn bắn cầu sấm rất là ra đam. Một Angel vẫn đang có một áp lực rất tốt. Tôi có cảm giác như Angel đang có một thời điểm thi đấu khá tự tin, và game 1 thì đó là một con Vega bá cháy bọn chết rồi. Game này là một con TF mặc dù không đảo ganh được, bởi vì căn bản là TF muốn đảo ganh á thì hai đường cánh cũng phải có lợi thế đi đường hoặc là có những cơ hội để cho nó đảo ganh. Game này không có lợi thế đi đường thì cũng không trách Angel là không đảo ganh được hai đường cánh. Nhưng mà đến giữa trận Angel xử lý con TF này rất hay. Và một Hoan Phong khi mà đến giữa trận á, mùa giải trước đã vậy rồi, mùa giải trước là Sọc cũng đã nhường rất là nhiều tài nguyên dành cho Hoan Phong rồi. Thì mùa giải này tiếp tục là như vậy, là giữa trận thì Hoan Phong vẫn sẽ có đồ và Hoan Phong không bao giờ phế late game cả. Và hiện tại thì ai cũng đánh hay như vậy thì việc họ thắng được OMG là điều dễ hiểu thôi. Là game 2 thì đánh thì hơi khó hiểu pha phòng thủ trụ một khu đường trên. Rồi ok, cảm ơn anh em rất nhiều vì đã theo dõi video clip, và hy vọng tiếp tục sắp tới thì sẽ có nhiều content để các bạn có thể trải nghiệm. Mà mình cũng đã thử làm một số cái giai thoại anh hùng, nó như kiểu là một số để mình có thể review về lịch sử của các cái tuyển thủ và những gì họ đã làm được trong cái chặng đường dài của họ. Sắp tới sẽ mở rộng ra các cái tuyển thủ ở các khu vực khác, thì rất là hy vọng mọi người sẽ quan tâm theo dõi và để lại những cái đóng góp để Văn Tùng có thể tiếp tục phát triển thêm các cái dạng content tương tự hoặc là phát triển thêm cái series đó. Thì anh em đừng quên để lại những comment để góp ý cho các cái content của Văn Tùng để Văn Tùng có thể phục vụ anh em tốt hơn nha. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại các bạn vào trong các video clip tiếp theo. Bye bye.